Rồi, hello, xin chào anh em. Thì hôm nay mình lại lên cửa hàng Dương Mô Tô để cập nhật cái giá dòng xe mới về cho anh em nhé. Thì hôm nay xe về rất là nhiều luôn ha. Từ cái dòng phân khối lớn của nhỏ về thì toàn là xe lướt không nha mà. Đấy, xe mình thấy toàn là xe mới không ha. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Hôm nay thì về Bandit này, CBR R15 rồi và các dòng phân khối lớn khác cũng về rất là nhiều nha anh em. Đấy, thì hôm nay sẽ báo giá cho anh em, cập nhật giá cho anh em ha. Đấy, cũng gần cuối năm rồi anh em chuẩn bị có xe hết chưa để chơi Tết anh em. Đấy. Thì địa chỉ cửa hàng Dương Mô Tô đọc lại nhá. Đấy, đọc lại được địa chỉ cho anh em biết ha. Địa chỉ đây là số 52 đường Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Gia An, Bình Dương nhá. Đấy, số điện thoại là 0969 821 886 nhá. Đấy. Hiện tại cửa hàng thì có nhận giao lưu và trao đổi tất cả dòng xe. Để xíu mình sẽ để cái địa chỉ bên trên cho anh em nhé, để anh em dễ xem ha. Rồi thì bây giờ xe rất là nhiều luôn, phân khối lớn đợt này về cực kỳ nhiều luôn anh em ạ. Mình sẽ báo giá từ dòng trên cho anh em nhé, để bên này cho anh em trước ha. Đấy, bên này thì có CBR 250RR này, đấy, Ninja 400 này, đấy, CB500R này, CBR 500R này ha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ báo giá từ hàng trên này xuống trước cho anh em ha. Đấy, còn anh em nào mà xem kênh của mình mà chưa đăng ký kênh, hãy cho mình nút đăng ký kênh và nhấn chuông nút đăng ký để cập nhật video mới của mình nhá. Đấy, để khi nào có xe mới về mình lại làm video để báo giá cập nhật cho anh em. Ok, thì đầu tiên là con Ninja 400. Ninja 400 này thì đời 2019 luôn anh em này. Đấy, đời 2019 luôn, mới đi 10.000 cây, biển số 43, giá nó là 122 triệu anh em nhá. À, thì tất cả xe anh em mua tại này, tại đại cửa hàng thì đều có bao rút hồ sơ cho anh em nhé, hỗ trợ trả góp luôn anh em nhé. Đấy, và tặng nhớt khi anh em mua xe. Đấy, ok. Thì vì xe rất là nhiều nên mình sẽ lướt qua cho anh em thôi, lướt qua cho anh em ha. Còn anh em nào muốn biết thêm chi tiết về giá cả rồi hỗ trợ trả góp như thế nào ha, anh em cứ liên hệ trực tiếp với điện thoại đó nhá. Đó, ok, sẽ giới thiệu anh em con CBR 250RR đời 2019. Con này thì đi 9.000 cây, biển số 60 nhá, giá nó là 128 triệu nhưng mà đấy. 250RR đấy. Xe zin nguyên bản luôn, xe rất là đẹp luôn, con này chỉ cắt đuôi thôi, biển số 60. Đây có con CBR 500R đấy. Siêu keng luôn anh em ạ, rất là mới luôn, con này đời 2020 luôn nhá anh em nhá. Mới đi 3.000 cây à. Biển số 59, giá là 165 triệu anh em nhé. Đây, CBR 500R siêu keng. Đấy. Rồi, mình thấy bên này có về hai con Bandit rất là mới luôn. Sẽ xem nào. À, hai con này thì xe cũng rất là đẹp này. Màu đỏ ha. Màu đỏ thì con này thì đời 2020 luôn anh em nhé. Mới đi 17.000 cây. Đó, biển số 67, giá nó là 47 triệu 500 ngàn. Đó, 47 triệu 500 ngàn, siêu keng luôn mà, rất là đẹp luôn. Đấy. Ok, con bên này ha, con bên này mình sẽ xem nào giá nào. Em này thì cũng 47 triệu 500, biển số 59 nhá. Đó, cũng đời 2020 luôn ha. Đó, siêu rất là keng luôn. Đó, anh em thấy không? Xe rất là mới nhá, chưa có độ chế gì hết ha. Rồi. Thì hiện tại cửa hàng thì vẫn còn hai con GX Demo này em ha. Đó. Với đề môn chỉ còn hai con thôi, ghế cũng con này để cũng khá lâu rồi, con đời 2018 này, giá còn 39 triệu thôi, 39 triệu 500. Con này thì có 37 triệu 500 này. Con này thì biển số đâu ha, đời 2018, biển số 68 nha, 37 triệu 500. Con màu đỏ là 37 triệu 500 anh em nhá. Đấy, này thì cũng giảm giá cũng rất là nhiều. Ok, tiếp theo đến dòng MT03. MT03 thì con này thì đời 2018 anh em nhá. Con này rút hồ sơ rồi. Đó. Rồi. Giá là 92 triệu 500 ngàn. Đấy. 92 triệu 500. Anh em thấy xe rất là nhiều nên mình sẽ lướt qua cho anh em thôi. Giá lướt qua ha. Còn anh em muốn biết chi tiết thì anh em cứ loại liên hệ trực tiếp nhá, số điện thoại hoặc là đến trực tiếp cửa hàng để xem xe nhá. Ok. Tiếp theo đây còn một em MT03 nữa này. Đó, hai em MT03 nhá. Con này thì đời 2017 anh em nhá, đi 11.000 cây, biển số 62. Giá là 89 triệu 500 ngàn nha, 89 triệu 500. Đấy. Ok ha, con này thì mình thấy là lên ốc Titan rất là nhiều luôn này, như thế nào? Bây giờ ốc Titan này, hầu như là full the luôn rồi. Ok,
Thì hiện tại thì mới về chỉ thêm Ducati, là hai chiếc Ducati 795 anh em nhé. Hai chiếc Ducati 795 nhìn rất là đẹp luôn. Sẽ xem từng giá từng con cho anh em này. Con này thì đời 2013 anh em nhé, đi 20.000 cây rồi. Biển số 59, giá là 145 triệu. Đấy, 145 triệu em Ducati 795. Đây. Rất là đẹp luôn. Con này là full cổ titan nhá. Đấy, full cổ titan luôn, ra cái bộ SC. Đấy, ABS luôn. Heo Rambo. Rồi, tiếp theo con này. Con này thì đời 2013 này. Đó, đời 2013. Giá là 109 triệu nhá. 109 triệu. Đó. Ok. Hai con cho anh em xem này. Đó, rất là đẹp luôn. Kiểu dáng cực kỳ đẹp ha anh em. Đấy, Ducati. Đây. Heo trước sau là của Ducati là heo Rambo anh em nhé, heo Rambo. Đây là con bô bô carbon đây anh em à, carbon ha. Đây. Đây, con này hai con biển số 59 luôn nhá. Rồi tiếp theo mình sẽ đến mấy cái dòng nhỏ hơn cho anh em, dòng R15 này, GRX này, chả có trong kia báo giá ra cho anh em này. Thì con R15 trong này thì nhìn thấy là Phật đen đời 2018 hay gì đó. Đời 2018, con này là 2018 anh em nhá. Biển số 69, giá là 56.500.000, 56.500 xe zin. Con này thì mình thấy là trước đây hôm trước thì cũng để con này có để khá lâu này. Cũ rất là lâu rồi ha. Giá nó là chỉ có 56.500 thôi, xe zin mà rất là đẹp luôn. Con này thì đời 2019 này, có màu đen nha anh em nhá. Đời 2019. Đó, biển số 93. Giá là 60.500.000, 60.500.000. Đấy, biển số 93 anh em nhá. Đời 2019 luôn. Đó. Đây. Sờ nó đẹp, đẹp, rất là đẹp luôn, chưa có vết chảy xước nào hết nha. Rồi, còn hai em màu xanh. Đó. Con này như hết cọc rồi phải. Đó, hết cọc rồi. Ok. Một em GRX này, GRX R150. Con này đời 2018 nhá, đi 13.000 cây, biển số 63. Giá là 48.500.000 anh em nhá. 48.500.000, xe zin toàn tập luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Xe thì nước sơn này, chưa có một vết chảy xước anh em nha. Đây. Đấy. Ok. Tiếp theo là CB500F. CB500F hiện tại thì cửa hàng có hai con nhá. Một con để ngoài, một con màu đen. Con này thì đời 2019, đi 8.000 cây rồi. Biển số 59 nhá. Giá nó là 155 triệu cái dòng CB500F nghĩ ra. Nó là cũng là động cơ hai máy này, những cái bộ của bô như thế nào. Kỳ đẹp luôn. Đây, ABS nha. Cái heo Nissin, phục là phục cũng lồng. Con này thì zin nguyên bản luôn em nhá, chưa có độ chế hết gì hết ha. Đấy, hai kiếng zin này. Đó. 155 triệu ha. Rồi, theo đến Honda CB300R. Đó. Cũng là một chiếc siêu keng luôn. Hả? Form 2021 ha. Rồi. Con này là form 2020 ha. Đấy. Form 2020 anh em, con này thì lên form 2021 anh em này. Đấy. Siêu keng luôn. Mới đi nhiều cây đấy. Mới đi 1.000 cây anh em nhá. Đó, biển số 71. Đây. Đó. Giá là 109 triệu anh em nhá. Đấy, 109 triệu. Xe như mới luôn. Đấy. Coi anh em xem này, đó, xe như mới anh em nhá, siêu đẹp luôn, đó, biển số 71. Đấy. Ok, mình sẽ xuống hàng bên dưới. Bên dưới thì mình thấy là có CBR này về rất là nhiều anh em nhá, đó, CBR này. Thì con này thì đời 2020 luôn, đó, mới đi 9.000 cây này, đó. Con này biển số 60 anh em nhá, giá là 68.500.000. Phiên bản này là phiên bản ABS nhá, đó, bản dép son. Siêu đẹp luôn. Wow. Bản này siêu, con này siêu keng luôn ạ. Đây. CBR 150R 2020. Siêu keng. Đi 9.000 cây, 68.500.000 anh em nhá. Rồi tiếp theo đến con này cũng 2020 luôn này ha. Đó. 2020 đi 2.000 cây. Biển số 59 nhá, giá nó là 72 triệu. Con này thì cũng là ABS ha. Bản 2020 luôn, siêu keng. Cũng như mới luôn em nha. Đó. Ok. Rồi vô đây thì có mấy chiếc đây nhìn đời 2018 ấy.
con này đời 2019 nữa ha. CBR 2019 con này thì rút hồ sơ sẵn rồi nhá. À. Giá là 61.500.000. Đấy, 61.500. Xe cũng là xe zin từ đầu đến đuôi, xe rất là đẹp luôn nhá, không có vết chảy xước gì hết. Xe rất là mới luôn. Đấy. Ok, tiếp theo mấy con màu đen này. Con màu đen này thì cũng đời 2019 này. Đó. Con này đang rút hồ sơ rồi. Giá là 62 triệu. Đó. 62 triệu, 62 triệu 500 ngàn. Có lên cái đèn trở sáng thôi. Đó. Rồi, tiếp theo là hai con màu đen đỏ. Con này thì đời 2019 luôn, cũng đi 9.000 cây. Đó. Biển số 59 nhá. Giá là 70 triệu 500 ngàn. Cũng là phiên bản ABS luôn. Đây, phiên bản ABS nha anh em. Đó, xe zin. Rồi con trong cùng này thì đời 2017 nhá. Đó, đi 11.000 cây. Biển số 59 nhá, giá là 58 triệu 500 ngàn. Đấy, cũng màu đen đỏ nhá. Ok, đây có một Su GSX dòng S. Con này thì đời 2018 mới đi 23.000 cây. Đó. Biển số 47 nhá. Giá là 42 triệu 500 ngàn. Xe này thì cũng rất là đẹp luôn. Đây, có lên tay thắng, tay côn gì đây, Mukila gì đó. Đó, hãng này thì mình cũng rõ thương hiệu lắm. Lên cái ghi đồng khác này, Logitech gì nè. Đó, 42 triệu em nhá. Xe cũng rất là giá là mềm thôi. Bô thì cái bô Akamovic kìa. Rồi, mình sẽ xuống bên dưới nè. Bên dưới thì cũng có mấy chiếc R15V2 với GSX nhá. Ok, thì ở ngoài này mình thấy là có một con tùy béo 500. Tùy béo 500, con này đời 2019 đi 5.000 cây. Đó, biển số 59 luôn. Giá là 149 triệu nhá. 149 triệu. Đây. Đây, tùy béo 500 thì nó chỉ khác là động cơ nó hai máy thôi. Đây con tùy 300 này, 300 thì nó có một máy nha. Rồi, tiếp theo là con Yamaha R15V2, con này là 2016 nhá, đi 20.000 cây, giá giờ còn 45.500.000, 45.500 ha, xe zin. Rồi theo bên trong này thì vẫn còn hai chiếc CBR 150R 2019, con này 13.000 cây, biển số 59 nhá, giá là 62.500.000, biển con bản đẹp son đấy, rất là đẹp nhá, xe zin, chỉ có thay một cái bô này, bô AKR1 đấy. Ok, tiếp theo một phiên bản đặc biệt nữa, ABS nha anh em, bản đẹp son. Con này thì đời 2019 luôn, mới đi 13.000 cây, biển số 68, giá là 67.500.000 nhá. 67.500.000 rất là đẹp con. Rồi, tiếp theo là con Suzuki GSX-R150, con này đời 2019, đi 7.000 cây em nhé. Đó, biển số 74, giá là 56.500.000. Phiên bản ABS nha em nhé, phiên bản đặc biệt luôn. Xe zin. Rồi, tiếp theo này thì có Yamaha FZ-115, 155 nhé anh em, đời 2018. Giá giờ chỉ còn 49.500.000 nhá, 49.500.000 đấy. Xe thì xe zin, rất là đẹp luôn ha. Ok, mình sẽ xuống bên dưới. Bên dưới thì còn mấy chiếc nữa, GSX này, đó, và FZ này, rồi Honda. Rồi, mình xuống bên dưới ha. Đây, Suzuki GSX S150. Con này thì đời 2018 mới đi 15.000 cây, biển số 66 nha anh em nhé. Giá chỉ còn 42.500.000. Đó, xe zin. Đầu từ đầu nuôi là zin hết nha, xe rất là đẹp luôn. Đó. Ok. Tiếp theo vào đây. Con này thì có mình thấy là có FZ này thì đã bán rồi nè. Và trong này có Honda Vera 150. Con này đời 2019 nha anh em nhé, đi 8.000 cây, biển số 59, giá là 43.500.000. 43.500.000 Honda Vera đời 2019, đi 8.000 cây,
Rồi, ok. Ở bên dưới này còn hai chiếc này để trong cùng ha. Chiếc này thì CBF125R, CBF125R nhá. Động cơ Honda anh em nhá. Đấy, xe mình thấy còn rất là mới luôn. Mình sẽ xem giá con này nha. Con này thì đời 2018 luôn. Đó. Giá bây giờ chỉ còn 36 triệu nhá. 36 triệu 500 ngàn. Đấy, 36 triệu 500 ngàn. CBF125R. Đấy. Con này thì vẫn còn một chiếc Kangoo 400 này. Động cơ hai máy. Đó. Đời 2015 đi 7.000 cây, giá là 53 triệu 500 ngàn, biển số 59 nha anh em nhá. Đó. Kangoo Classic 400. Đấy. Rồi. Thì mình sẽ chỉ quay nhanh cho anh em thôi, còn anh em muốn biết chi tiết hơn thì anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng để xem xe. Địa chỉ là cửa hàng là số 52 đường Lê Hồng Phong, Tân Nông Hiệp, Gia An, Bình Dương. Đó. Số điện thoại là 0969 821 886, mình có để trên góc video ha anh em. Anh em nào mà chưa biết thì mình cứ để đó cho anh em dễ xem địa chỉ nha. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh của mình, hãy cho mình một nút đăng ký kênh và nhấn chuông nút đăng ký để cập nhật video mới của mình. Khi nào có xe mới về mình làm video để báo giá cho anh em nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Đấy, xe về đợt này thì mình thấy rất là nhiều dòng xe, hơi lớn về rất là nhiều luôn. Đó. Rồi. Cực kỳ nhiều xe đẹp ha anh em, rất là keng luôn. Anh em nào mà biết thêm chi tiết thì em cứ đến trực tiếp cửa hàng để xem xe và có trao đổi các loại xe luôn em nhé. Ok, rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em ha.